Chào các bạn, test Vega cỏ cùng Tùng nhé. Gọi là cỏ thôi, nhưng chúng ta vẫn có thể chiến được LOL FIFA. Đây các bạn. À, bắt nét xa xa các bạn mới nhìn được đúng không ạ? GTX 650 1 GB RAM 5, bit 128. Đây. Nhìn đẹp không các bạn? Có đầy đủ tất cả những cái cổng kết nối chúng ta HDMI, VGA và DVI. Mình thì không biết chơi game vì vậy là mình không thể test game cho các bạn được, nhưng Tùng sẽ dùng phần mềm test game chuyên dụng nó giả lập test game để test cho các bạn. Đây cũng là cái cách mà các bạn khi mua VGA các bạn test đầu tiên là nhìn nó phải sáng sáng đẹp đẹp đã. Cái gì cũng thế, mua đồ cũ thì ưu tiên nhìn nó sáng sáng đẹp đẹp. Đây là dòng VGA nhập khẩu. Nhập từ Hàn Quốc, có nghĩa là Bắc Giàn hay là Bắc gì ở bên Hàn Quốc, Hàn Xẻng về đây các bạn. Đây Codeca đây các bạn, nhìn rất mới đúng không? Đầu tiên chúng ta ưu tiên là phải ưa mắt đã, sau đó với những con Vega cỏ, Vega rẻ tiền này thì các bạn nên để ý là nó có đầy đủ các cổng, đỡ phải mua thêm cái dây gây chuyển đổi. Còn những dòng Vega đắt tiền thì nó lược bỏ đi rồi thì chúng ta phải chấp nhận thôi. Còn khi test Vega thì để về chế độ 7680 và khử răng cưa 8X. Sau đó các bạn ấn vào GPU test. Cái này thì nó test GPU cho các bạn. Là sức mạnh GPU, nhiệt độ đang chạy hiện hành của GPU và có bị đâm bị xoáy hay không. Mẹo nhỏ là để nó chạy hết theo một chiều ngang như này, và không bị răng cưa lên xuống, không bị sập, không bị xoạc, tất cả là ok. Và những cái thông số ở đây thì các bạn mang ra các bạn so sánh với một con cạc cùng dung lượng RAM và cùng mã GPU để các bạn so sánh. Nếu nó bị tụt thông số nào đó thì chiếc cạc Vega đó là có vấn đề, đang chạy mà sập cũng có vấn đề, là chúng ta bỏ qua không sử dụng các bạn nhé. Cứ để thế mà chạy test thôi ạ, cũng chẳng còn cách nào khác. Cái này chỉ test cái sức khỏe của GPU, cái nhiệt độ của GPU và chưa test được RAM các bạn nhé, chưa nói lên bất kể cái điều gì, chúng ta chỉ an toàn cho chúng ta một chút khi chúng ta mua hàng thôi. Sau khi mà chúng ta test xong ở chế độ GPU thì chúng ta sẽ chuyển sang chúng ta test phần mềm giả lập, chấm điểm giả lập. Đây các bạn, cái phần mềm này dùng rất đơn giản, tên phần mềm này thì các bạn gõ đúng cái chữ cái này lên Google là ok. Thì các bạn nhìn cái dung lượng RAM nó là 1 GB này, thì các bạn setup các chế độ đây làm sao mà để nó hiện đúng bằng cái dung lượng RAM này là ok. Sau đó ấn vào run thì nó sẽ chấm điểm cho các bạn, và chúng ta sẽ mang ra để so sánh với một chiếc Vega tương đương mà chúng ta đã từng test. Hoặc là các bạn có thể lấy cái dữ kiện ở kênh No 2, các bạn so sánh ở đó mình test rất nhiều rồi. Đây, sau khi chúng ta test xong thì chúng ta sẽ được những cái thông số như này. Các bạn có thể gõ những cái Vega mà các bạn muốn test lên kênh No 2 thì nó cũng có những cái thông số như này mình đã quay trước cho các bạn nhé. Còn khi chúng ta giả lập game, đây là bài test cuối cùng. Cái bài test này các bạn có thể để qua ngày qua tháng được để test, dựa trên cái việc là giả lập chơi game xem là khi đang chạy có bị out ra hay không. Bài test này hoàn thiện khoảng 30 phút đến 1 tiếng, thì cũng như các bạn chơi game 30 phút 1 tiếng lại như vậy là có thể xuất xưởng được các bạn nhé. Giá Vega này bây giờ hiện tại ở no2.vn là 799.000, giá có thể thay đổi theo thời gian, còn trên các nền tảng như Shopee thì nó sẽ đắt hơn một chút. Các bạn cần mua thì các bạn bấm máy của mình theo số điện thoại là 0906 010103. Cảm ơn các bạn.